theo lời phàn nàn của người dân địa phương, tình hình giao thông tại các khu vực mở cửa đón khách du lịch xung quanh kinh đô điện ảnh Hollywood đang trở nên nguy hiểm. Không ít khách du lịch thậm chí còn thả cho xe chạy tự do và nhảy hẳn ra ngoài để có được những bức ảnh ngoạn mục. Hơn ai hết, Pamela Dickerson là người cảm nhận thực trạng này rõ nhất, bởi địa điểm mà ngôi nhà của cô tọa lạc là vị trí thích hợp nhất để du khách có thể lấy trọn cảnh Hollywood ở phía sau. Và đó chính là lý do khiến các phương tiện giao thông lúc nào cũng tấp nập trên đoạn đường trước cổng nhà cô. Nhiều lúc tôi rất khó chịu, bởi hầu như lúc nào cũng có xe cộ qua lại trước cửa nhà, bất kể là vào lúc sớm hay đêm muộn. Rõ ràng là có chỗ để đậu xe, nhưng nhiều người không tuân thủ quy định đỗ xe mà đậu ngay bên đường. Đôi khi số lượng xe ở hai bên đường quá nhiều khiến tình trạng tắc nghẽn trở nên tồi tệ. Mặc dù vậy, dưới cái nhìn của những người đi du lịch, vấn đề này lại hoàn toàn khác. Tại sao mọi người lại đổ về đây? Bởi vì biểu tượng Hollywood. Người dân ở đây muốn nơi này trở thành một phần của lịch sử. Vậy tại sao lại cảm thấy khó chịu khi mọi người đến tham quan? Và theo ý kiến của những người như Moody, người dân sống xung quanh khu danh thắng này hoàn toàn không nên căng thẳng và hãy chấp nhận mọi chuyện như một thực tế tại chính nơi họ sinh sống. Hollywood là một khu của thành phố Los Angeles và được biết đến như một trung tâm lịch sử điện ảnh của xứ cỏ hoa. Cùng với sự phát triển của công nghệ và thiết bị, những ngành phục vụ cho công nghiệp điện ảnh của Mỹ hiện đã mở rộng những vùng lân cận. Dẫu vậy, cho đến nay, khắp nước Mỹ vẫn chưa có nơi nào có thể thay thế hoàn toàn kinh đô điện ảnh tiếng tăm này.